Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Đăng Khoa chào 500 anh em. Tôi Lâm Tạc chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, như các bạn đã thấy thì hôm nay không có thằng Trẻ Châu nào cả, bởi vì bọn Trẻ Châu đi học rồi. Bình thường bọn nó chỉ học sáng thôi, nhưng hôm nay là bình thường những buổi thứ ba là bọn nó sẽ phải đi học một buổi chiều thứ ba các bạn nhá. Còn ở clip ngày hôm nay ấy, thì anh em mình sẽ có chuột đồng và quay cho các bạn xem. Mình nói qua về clip lướng chuột rúi của anh em mình lần trước. Anh em mình đi bắt chuột đồng nhưng không bắt được, nên là anh em mình muốn làm để lướng chuột cho các bạn xem. Nhưng mà không có chuột đồng nên mình phải mua chuột rúi và lướng ở clip đó. Nhưng ở clip này anh em mình đã cùng nhau đi bắt chuột và đã bắt được khá là nhiều. Nhưng mà anh em mình bởi vì đi bắt buổi sáng, còn buổi chiều thì anh em mình quay, nên là mình chỉ có thể quay lại một số cảnh anh em đi bắt chuột cho các bạn xem thôi. Có hai ông anh thì ở trong buổi sáng đi giúp anh mình bắt chuột, nhưng bây giờ hai ông anh ấy buổi chiều thì lại có công việc rồi nên không thể góp mặt trong clip này của anh em mình. Bây giờ anh em mình sẽ đi thịt chuột rồi anh em mình ướp siêu cay rồi anh em mình bắt đầu lướng các bạn nhá. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Anh em mình đã thịt xong chuột rồi các bạn ạ. Đây là các bạn nhìn thấy, có lẽ là các bạn sẽ đoán đây là ếch, nhưng các bạn nhìn khung người thì không phải ếch rồi. Nhìn rất, còn bây giờ hiện tại mình nhìn rất là giống ếch luôn. Anh em mình lột ra là bởi vì những cái con chuột đồng này, bởi vì chuột đồng nên nó rất là nhỏ. Nhỏ thì lên anh em mình trong quá trình nhổ lông ấy phải gọi là không nhổ được mà rất là khó nhổ, nên như mình đã quyết định lọc luôn bộ da của nó ra, không chỉ lấy bộ khung người như này để anh em mình mang đi ướp siêu cay rồi anh em mình nhướng thôi. Còn đây là một con chuột anh em mình thui lùi, và con này thì chắc là mình sẽ chỉ có một con này anh em mình đẻ ra thôi, còn tất cả những con này anh em mình đã lọc ra. Nước ướp siêu cay truyền thống của kênh mình các bạn ạ. Nhìn rất là phê luôn. Đó, bạn bóp lên đi. Bóp lên đi. Nhìn phê nhỉ. Nhìn thấy thế nào bạn? Ngon. Vị. Ngon, ăn thử luôn anh. Ăn thử con xem. Đấy, ăn luôn bạn, cho lên ăn luôn. Gói. ăn gói cho xấu luôn. Rồi, nào bây giờ sẽ con sẽ cho vào đây để bày lên. Bày lên đi. Xếp ngang ngang ra này. Có vừa không? Sợ những con không vừa. À vừa các bạn ạ. Bày như con ếch luôn. Cho đoạn vào giữa này tí bạn. Nhìn phê nhỉ. Có những con này như là hơi bé nên là nó khó kẹp, nên bạn cho luôn vào cái giữa này bạn. Tôi sợ nó không kẹp được ấy. Con nào bé thì cho vào giữa. Đúng rồi, cho vào giữa. Anh
anh em gỏi chuột bao giờ chưa? Ăn luôn, khoa đang định ăn đấy. Những cái con như này bạn có thể ăn, nó rất là bé nên bạn có thể cho mồm bạn ăn luôn được. Nhai được nhai bạn. Thử xem cái mùi vị gỏi chuột như nào, chuột sống. Thử đi, thử đi. Thử đi. Cho lúc hai thanh niên kia đang nhóm than các bạn ạ. Thì ở đây anh mình đang có thêm một một chú cá quả. Hôm qua chú bố của Tiến bắt được nhưng mà vẫn chưa thịt, nên là hôm nay anh mình lại có thêm một món, đó chính là cá quả nướng siêu cay luôn. Anh mình sẽ không kẹp cùng mấy con chuột kia các bạn nha. Anh mình sẽ nướng riêng đây. Anh mình đã chuẩn bị một thanh tre này. Một thanh tre này anh mình để đâm nó đây, anh mình nướng. Được chưa bạn? Đâm vào đi. Xỏ vào luôn. Là mấy thanh niên kia, hai thanh niên kia đều đang chăm chỉ nhóm liên tục để cho hồng than để như mình nướng được chuột nhanh các bạn ạ. Được chưa bạn? Được. Đẹp chưa? Đâu có cháy được cái kia không? Không. Ok. Đấy, bây giờ có thêm món gọi là cá quả nướng siêu cay các bạn ạ. Ăn con này chắc chín trước bởi vì anh như mình sẽ nướng gần lửa hơn. Than đang cháy kia rồi, bây giờ anh như mình sẽ cho vào để nướng rồi. Còn cầm luôn con cá quả này nướng, anh em mình nướng cả đôi luôn để cho khi chín thì con cá quả chín trước, anh em mình thì thưởng thức trước. Quay ở, hôm nay anh em mình quay ở nhà nên là có luôn cả ghế ngồi các bạn ạ. Bởi vì trời hôm nay rất âm u nên sợ ra ngoài đồng nó kiểu như khi anh em mình nướng sợ trời nó mưa. Đêm qua thì mưa rất là nhiều, buổi sáng nay thì may quá là lúc anh em mình đi bắt chuột nó chỉ mưa phay phay, may không sao. Bây giờ cái lưỡi cái chuột này tí thì mình sẽ quyết thêm nước ướp siêu cay vào, nhìn lên màu sẽ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Hai thanh niên chăm chỉ nướng đồ để chuẩn bị thưởng thức. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cá trước. Anh ấy tháo ra, bạn tháo luôn ra, tháo bỏ luôn ra cái lá này, lá sạch mà tôi rửa hết rồi. Nhìn rất là ngon các bạn ạ. Thử xem nào. Bạn Lâm đang quay các bạn ạ. Chịu khó tí nhá bạn nhá. Mời các bạn nhá. Nào. Ngon mẹ. Siêu cay, ngon cay thôi. Có thể ăn à? Thế các bạn ăn, tôi cho tôi ăn à? Đây, tôi lấy bạn. Mang ra không là tí bạn Lâm bỏ luôn cả quay là anh em mình tí thịt chuột cháy là không ăn nổi đâu. Cái đây bạn bê luôn cả cái ra. Đấy xong bạn Lâm giật miếng nào giật. Anh em hay anh ăn cả con đây này. Hay chơi cả con đây. Đấy, bỏ tầm mồm rồi. Ngon đấy. Cà phê luôn. Ngon đúng không? Thử đi. Cắn đi. Nhìn con cá chuối này, con cá quả này rất ngon. Và cái loại này thì chỗ mình gọi là cá chuối, cá quả rồi. Nó còn gọi con gì đó mà mình không nhớ tên nữa. Nhưng mình chủ yếu là gọi là cá chuối hoặc cá quả. À con cá trõn các bạn ạ. Đó. Nó rất nhiều tên luôn. Nhưng mà nhiều người nếu mà nói không đúng tên là người ta cũng không nhận ra. Không nhận ra được loài cá này. Nhưng mà tất cả ba loại tên đó nhưng mà nó cũng chỉ là một loài cá thôi con ạ. Cay ngon quá trưởng. 9 giờ các bạn ạ, anh mình chắc sẽ bỏ ra thôi. À kia còn miếng thịt kia thì chú cho vào đây là nướng siêu cay thử ăn xem ngon không các bạn ạ. Gọi là dùng cái nước ướp siêu cay này coi như mình ướp thử. Ở kia là anh mình đang chuẩn bị 5 lon bia để tí thưởng thức đây. Đây anh mình đang thịt chuột đây. Đây quay cho các bạn xem một tí đã. Đây. Quay lên. Đó, các bạn ạ. Đây là gọi là chuột nướng siêu cay của anh mình, chuột đồng nướng siêu cay như mình đã hoàn thành các bạn nha. Nhìn rất là ngon luôn. Bạn quay lật một lần bên kia nữa đi. À, thầy với các bạn là nước miếng mình nó đang tuôn rơi rồi. Anh em mình tháo ra để chặt luôn đây. Anh em mình sẽ chặt 2-3 con to các bạn ạ. 2-3 con to nhá. Đây. Nhấc đi. Xong để đi này. Đấy. Chặt thử mà. Ôi giời. Bạn nhìn thấy thế nào bạn? Kích thích quá bạn. Lâu lắm tôi không ăn thịt chuột. Chắc là chuột đồng ngon hơn chuột rúi ấy. Thử mới biết được. Bởi vì chuột này nó chạy đồng mà. Đúng rồi.
nhưng mà nhìn là thèm hơn. Nhưng nhìn tôi vẫn nhìn thấy giống thịt ếch. Nhìn không khác gì đùi ếch cả, bạn nhìn thấy không? Mà con to nó đi bạn ơi, con nào to. Xong còn những cái con nhỏ nhỏ này thì chắc là anh như mình sẽ cầm cả con để anh như mình gặm con ạ. Ý gì con ếch luôn. Bây giờ anh như mình sẽ bắt đầu thưởng thức con ạ. Mà bia ra đã. Bia ra, để cho anh mình thưởng thức. Bảo chú vào nhưng mà chú không vào ngay, chú bảo cứ thưởng thức trước đi rồi một lát nữa chú vào. Chú đang bận quay lút mấy miếng thịt đã các bạn ạ. Nào bây giờ bạn Lâm thử trước đi. Kích thích quá. Kích thích không? Để gọi này, tôi thử, chặt xong ra nhìn cũng rất là kích thích luôn. Tôi thử ăn miếng thịt chuột có da xem. Ừ, bạn thử đi. Xin mời các bạn này. Cay quá. Bởi vì người chuột nó rất là mỏng nên là tôi nghĩ ướp vào nó sẽ thấm cả hai bên nên nó rất là cay đấy. Nào bạn Khoa thử đi. Thử miếng có da không? Ui, đủ luôn. Đủ chứ. Mời các bạn nhé. Có nghe. Lần trước còn bảo là chưa được ăn thịt chuột bao giờ. Lần trước thì ăn chuột rúi, còn hôm nay sẽ ăn chuột đồng các bạn ạ. Để xem là nó có ngon như chuột rúi không nào. Nhìn chuột này nhìn đã thấy cảm giác là ngon hơn chuột rúi rồi. Thử đi. Mời các bạn nào. Thế nào? Phải công nhận là thịt ngon hơn. Bởi vì nhá, buổi sáng anh, bọn anh đi là rất là khó bắt luôn. Rồi. Chú ơi gác tạm đấy đi ra làm miếng thịt chuột đã chú. Chú ngồi ăn đã chú. Làm miếng thịt đã. Chú rồi gọi là đang vẫn còn đang chăm chỉ nướng các bạn ạ. Một lát nữa chú sẽ vào thưởng thức sau rồi. Nào đấy, rung 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 đi. Bia đây. Mời các bạn nha. Bây giờ mình và chú sẽ cùng vào để thưởng thức luôn con ạ. Cho mời chú đi. Chú. Đây chú thử miếng chuột xem nào. Chuột đồng con. Chuột đồng đấy con ạ. Đây. Mình mời tất cả các bạn nha. Ủa. Cái này có da. Có ngon đấy. Thế xé ra nó cảm giác nó rất là ngon luôn các bạn ạ. Tuy nó nhỏ nhưng mà ăn thịt cảm giác nó chắc. Đúng là đây mình ăn thịt chuột thì cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà chuột cái kiểu đi bắt về mà anh mình nướng thì đây thật ra là đây là lần đầu tiên luôn các bạn ạ. Chuột nhưng mà bình thường như chuột như này anh mình sẽ băm nhỏ ra rồi anh mình phải quên băm nhỏ mà và chặt từng khúc nhỏ các bạn ạ, rồi xào với xả ớt tức là ăn nó cảm giác vị nó khác với cả chuột nướng này rất là nhiều. Chuột nướng siêu cay của như mình nướng này bây giờ đang ăn cảm giác nếu mà cho con người khác vào mà thử ấy, thì có lẽ không bao giờ biết đây là thịt chuột các bạn ạ. Tuy chuột nhỏ nhưng mà ăn chất lượng. Tầm này mà bưng đĩa này ra quán nhậu thì chắc là nhiều fan kích thích lắm. Hết sảy luôn. Bao nhiêu công sức để càng nhỏ càng ngấm ngon. Bởi vì trong cái lông của nó chuột nó nhỏ quá, cái lông của nó làm khó nên là phải có một số con lọc da ra để da ăn ngon hơn không? Da ngon, ngon hơn cho mình uống. Tí tí bạn thử làm miếng có da đi. Ok bạn. Chưa mang mấy bẫy lên tầm bẫy. Đây, bây giờ mình sẽ thử một miếng gọi là chuột có da các bạn ạ. Wow. Cay quá. Đúng tổ ăn cay rồi, ngon. Mặc cay luôn. Chuột da này ăn cũng khá là ngon. Chuột da này nếu mà để được tất cả da thì khá là ngon. Như mình đã nói ở đoạn chỗ như mình thịt tại vì mình không thể vặt được lông các bạn ạ. Bởi vì lông nó rất là nhiều và bởi vì chuột nó cũng kiểu chuột còn nhỏ và chuột đồng thì thường nó rất là nhỏ nên là kiểu nó đang đổi lông các bạn nên là rất là khó vặt nên mình quyết định là phải lột da ra thôi. Có lẽ nếu mà chuột này mà những con mà con này các bạn có lẽ là còn nhai luôn cả xương luôn, nuốt cả xương. Bạn biết kiểu nuốt cả xương không? Cô phải nuốt quá. Tưởng như ngon quá là mình phải nuốt cả xương. Cay quá.
À, con rất nhiều loại. Chuột. Nhưng mà thường thì người ta sẽ không ăn những cái loại chuột, ví dụ chuột cống hoặc chuột bệnh viện hoặc là chuột trong sân bay. Thực sự những chuột thì rất là to béo các bạn, nhưng mà không ăn được những loại chuột đó bởi vì chúng ăn rất là bẩn. Nhưng còn chuột đồng này thuộc dạng nó đặc sản luôn, không phải ai cũng từng được ăn chuột đồng đâu các bạn ạ. Nếu quê các bạn hoặc là chỗ các bạn mà còn những cái cánh đồng ấy thì các bạn hãy rủ thêm anh em bạn bè chiến hữu cũng đi thử mò chuột đồng một bữa, gọi là để quay lại cái cảm giác ngày xưa. Nếu mà các bạn nào mà chưa được trải nghiệm cái cảm giác ngày xưa thì hãy thử một lần đi mò chuột đồng và ăn chuột đồng cho biết các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn biết cái cảm giác mà ăn chuột đồng các bạn ạ. Ăn chuột đồng nướng lên ấy thì cảm giác thì nó săn săn lại. Rồi cái cảm giác mà trời se lạnh người mà làm một tí tê tê cay cay các bạn ạ. Uầy, ăn xịt soạt. Không có từ nào để tả nổi luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hỏi ba anh em đây là xem là cái cảm giác mà ăn thịt chuột đồng nướng siêu cay nó như nào các bạn ạ. Nào bạn Lâm trước đi. Hôm nay anh em tôi bắt chuột cả buổi sáng các bạn ạ. Có chút thấm mệt, trời sáng thì hơi lạnh. Vẫn mặc quần cộc áo cộc để đi bắt chuột. Hôm nay thì nướng siêu cay như thế ăn rất chi là ngấm cay tại vì thịt chuột mỏng. Nướng thì nó cũng hơi tốn thời gian một tí. Ăn rất chi là ngon, thịt thì rất chi là thơm. Cái da của nó thì là cũng dai dai. Nói chung ăn là rất chi là có mùi vị đặc biệt. Tại vì thịt chuột cũng không phải là ngày nào cũng có để mà ăn. Mình phải bỏ công sức để đi đảo ở đâu. Ăn cảm giác ăn nó phê hơn. Có phải bởi vì họ còn họ còn trồng hoa màu, trồng lúa lên không thể đi cuốc chuột và đào chuột để hỏng hết bờ ruộng nhà người ta được các bạn ạ. Là bạn Khoa nào? Tôi thì cũng ăn thịt chuột nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên được ăn kiểu nước ướp thần thánh siêu cay này, ngon mà. Thịt chuột rất là ngon, đậm thơm, đặc chất quê hương. Con. Mình thì lần đầu tiên là ăn thịt chuột đồng các bạn, thịt chuột bắt ở đồng luôn. Lần đầu tiên hồi bé thì mình cũng không nghĩ là mình cũng sẽ là thưởng thức mấy cái món chuột đồng này đâu. Tại mình nhìn mình đã rất là sợ rồi. Nhưng mà hôm nay sau khi các anh chế biến xong và nướng xong thì mình nhìn miếng thịt đã rất là kích thích rồi. Chứ không nghĩ đến cái con chuột mà lúc nó sống là ăn. Hôm nay thì nước ướp thần thánh rất là cay luôn. Ăn thịt thì nó rất là chắc, kèm thêm nước ướp và cay nữa thì cảm giác trời lạnh thế này mà ngồi ui lê tê phê luôn các bạn ạ. Bây giờ mình thì sẽ thử hỏi, bây giờ mình sẽ thử hỏi chú xem là chú chỉ cần trả lời cái món này thế nào thôi, chú thì nói cho mọi người cũng biết xem nào. Nói chung là từ bé giờ cũng là được ăn thịt chuột siêu cay đúng không, ngon. Thực ra là chú thế này hôm nào lại đi bắt tiếp để ăn tiếp. Mình đã hỏi chú thì thực sự là chú cũng bảo là lần đầu tiên chú ăn thịt chuột và nướng siêu cay của anh em mình, thực sự cũng cảm thấy rất là ngon. Mình cũng cảm thấy rất là vui bởi vì chú ăn siêu cay mà đánh giá về cái món thứ nhất là về thịt chuột, thứ hai là về nước ướp siêu cay của anh em mình các bạn ạ. Mình cực kỳ vui luôn. Và ba anh em và mình cũng đã cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn thịt chuột đồng nướng siêu cay nó như nào rồi. Bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.